Ở kỳ chuyển nhượng mùa hè vừa qua, Liverpool đã bán Jordan Henderson, Firmino, Naby Keita, James Milner và Alexander-Chamberlain để mang về Alexis McAllister, Dominic Soboslai, Wataru Endo và Ryan Gravenberch. Alexis McAllister đã đến với đội chủ sân Anfield tháng 6, Dominic Soboslai đến vào tháng 7, Wataru Endo đến vào tháng 8 và Ryan Gravenberch đến vào tháng 9. Liverpool đã từ chối lời đề nghị trị giá 150 triệu bảng từ Al Ittihad cho Salah. Không như thế thì họ đã chi ra 150 triệu bảng để làm mới hàng tiền vệ của mình. Hàng tiền vệ của Liverpool đã chuyển từ già sang trẻ. James Milner, Jordan Henderson và Firmino có tổng số tuổi là 99. Wataru Endo lớn tuổi hơn Firmino, nhưng ba người còn lại có tổng độ tuổi là 67. Họ có tiềm năng trở thành bộ ba tiền vệ hàng đầu của Joe Cop trong nhiều mùa giải tới. Những thay đổi mạnh mẽ như vậy có thể diễn ra theo một trong hai cách. Đó sẽ là một thành công lớn khi những tiền vệ tân binh kể trên bắt nhịp nhanh chóng với cuộc sống ở Anfield, hoặc đây sẽ là một mùa giải bản lề, làm mới đội hình của nhà vô địch Ngoại hạng Anh mùa giải 2019-2020. Có lẽ còn quá sớm để tự tin tuyên bố kỳ chuyển nhượng mùa hè là một kỳ chuyển nhượng thành công đối với Liverpool, nhưng đoàn quân của Jurgen Klopp được cho là một trong những bất ngờ của mùa giải này. Joe Cop đã giành được 27 điểm sau 12 trận mở màn Premier League, xếp thứ hai trên bảng xếp hạng và chỉ kém đội dẫn đầu Man City có một điểm. Những con số đạt được kể trên thậm chí còn ấn tượng hơn khi Liverpool đã phải đối đầu với những Chelsea, Newcastle, Tottenham và Brighton trên sân khách. Trong khi mùa giải trước, hàng tiền vệ là một điểm yếu thì mùa này, hàng tiền vệ đã trở thành một trong những thế mạnh rõ ràng của đội chủ sân Anfield, đặc biệt là với hai bản hợp đồng mùa hè đã nhanh chóng để lại ấn tượng mạnh mẽ. Soboslai đã được đưa về tại RB Leipzig với giá là 60 triệu bảng. Cầu thủ 22 tuổi này được coi là người thừa kế của Steven Gerrard với tư cách là một tiền vệ nhanh nhẹn có thể làm được tất cả. Số 8 mới của Liverpool có khả năng kỹ thuật đi đôi với thể chất, một sự pha trộn hiếm có trong bóng đá hiện đại. Ở Leipzig, Soboslai được bố trí chơi những khu vực rộng với gần 50% số phút thi đấu của anh trong mùa giải 2021-2022 là ở vị trí tiền đạo cánh. Con số đó thậm chí còn lên tới 87% ở mùa giải trước, với 77% ở cánh phải và 10% ở cánh trái. Đội trưởng Hungary hầu như không xuất hiện ở vị trí tiền vệ trung tâm ở cấp câu lạc bộ, nhưng giờ thì anh đang trở thành một trong những tiền vệ trung tâm nổi bật nhất ở giải đấu cao nhất của nước Anh. Những ai đã dành thời gian theo dõi Soboslai hồi còn thi đấu ở Áo và Đức sẽ biết về khả năng cầm bóng của anh, nhưng chính những gì mà anh đang làm khi không có bóng đã thực sự khiến cho tiền vệ này nổi bật cho đến nay ở Anh. Soboslai không ngừng chạy và đặt nhu cầu của đội lên hàng đầu. Tiền vệ đa năng này đã thay đổi lối chơi của mình để phù hợp với hệ thống của Klopp, và không chỉ là một bánh răng trong cỗ máy, Soboslai còn là nhân tố quan trọng giúp hàng tiền vệ của Joe Cop hoạt động hiệu quả hơn. Anh đang đảm nhiệm vai trò thuộc về Henderson trong nhiều năm. Soboslai có số lần chạm bóng trung bình tương tự cựu đội trưởng Liverpool nhưng làm được nhiều hơn. Anh thực hiện ít đường chuyền hơn mỗi 90 phút nhưng có tỷ lệ thành công cao hơn. Cầu thủ người Hungary cũng được đánh giá cao khi luôn có những nỗ lực dây bóng, sút và tắc bóng, đồng thời tạo cơ hội cho đồng đội. Soboslai đã tìm cách thích nghi với vai trò tiền vệ trung tâm cánh phải tại Anfield mà không ảnh hưởng hoàn toàn đến sự năng động của toàn đội. Ngoài ra thì Soboslai còn có sự ăn ý tốt với McAllister, một sự bổ sung khác vào mùa hè. Cựu tiền vệ của Brighton đã đạt được một thỏa thuận được cho là có giá khoảng 35 triệu bảng để cập bến Liverpool, và số 10 mới này cho đến nay chính là trụ cột ở hàng tiền vệ của đội bóng thành phố cảng. Nhìn thoáng qua thì điều này có vẻ hơi lãng phí đối với nhạc trưởng ở Argentina, nhưng vai trò lùi sâu ở vị trí tiền vệ thực sự mang lại cho McAllister cơ hội cầm bóng nhiều hơn ở các khu vực trung lộ. Mặc dù Liverpool nổi tiếng với cách tiếp cận dồn dập dưới thời của Klopp, nhưng trong những năm gần đây, chiến lược sang người Đức dường như đã giúp cho đội bóng của mình kiểm soát không gian và kiểm soát bóng tốt hơn. Jurgen Klopp muốn những cầu thủ trong đội ở những khu vực trọng điểm đều có thể duy trì quyền kiểm soát bóng, và McAllister rơi vào trường hợp này. Cầu thủ 24 tuổi đang thực hiện nhiều đường chuyền hơn và tỷ lệ hoàn thành đường chuyền của anh cũng cao hơn so với cơ hội còn thi đấu ở Brighton. Cầu thủ Argentina này cũng đang thực hiện nhiều đường chuyền tịnh tiến bóng về phía trước hơn ở mùa giải này. Anh cũng đã điều chỉnh lối chơi để phù hợp với đội hình của Liverpool. Một số người cho rằng McAllister đang được sắp xếp vào một vai trò cố định, nhưng thực tế thì anh được phép chơi tương đối thoải mái. Anh gần như là sự pha trộn giữa Thiago Alcantara và Fabinho. Dù bạn có tin hay không, McAllister đang giành lại quyền kiểm soát bóng ở mùa giải này nhiều hơn cầu thủ người Brazil đã làm cho Liverpool ở mùa giải trước. Nhà vô địch World Cup mang lại cho Liverpool một nền tảng vững chắc và một cơ sở vững chắc để xây dựng và phát triển các đợt tấn công. Phần lớn, hai cầu thủ mới đến đã đá cặp với Curtis Jones ở hàng tiền vệ. Cầu thủ 22 tuổi này đã tìm được đường trở lại đội xuất phát của Klopp vào tháng 4 và anh đã ở đó kể từ đó, gây ấn tượng trong vai trò tiền vệ lai trái. Gravenberch có vẻ sẽ phải cạnh tranh với Jones trong những phút thi đấu bên cánh trái, còn Endo thì vẫn là dấu hỏi thực sự duy nhất trong hoạt động chuyển nhượng mùa hè vừa qua của Liverpool. Cầu thủ 30 tuổi này không phù hợp với các tiêu chí thông thường để ký hợp đồng với Liverpool, nhưng Jurgen Klopp mong muốn những người ủng hộ hãy trao cơ hội cho cựu đội trưởng của Stuttgart. Nhìn chung thì đối với việc xây dựng lại hàng tiền vệ, tính đến thời điểm hiện tại,
Liverpool đang gặt hái được những thành công nhất định. Với những gì đã thể hiện, Jokop đã trở thành ứng cử viên thứ hai giành chức vô địch mùa giải năm nay. Và vẫn còn nhiều điều đáng chờ đợi nữa đến từ cả 4 bản hợp đồng mới của câu lạc bộ. Đến đây thì clip ngày hôm nay